ít nhất 521 người đã thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra rạng sáng ngày 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết ít nhất 284 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương. Tại Syria, ít nhất 237 người thiệt mạng và 639 người bị thương. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin, dẫn lời một quan chức Bộ Y tế. Trận động đất này là một trong những trận mạnh nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 100 năm qua và gây chấn động khắp khu vực, làm sập các tòa nhà và khiến cư dân chạy ra đường. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 1.700 tòa nhà ở 10 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hư hại. Bộ Quốc phòng Syria cho biết đang huy động tất cả các đơn vị, tổ chức của mình ở tất cả các tỉnh để cung cấp viện trợ ngay lập tức và hỗ trợ khẩn cấp cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất, tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và điều trị bị thương. Trong phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo cơ quan ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, Orhan Tata, cho biết nhiều tòa nhà đã bị phá hủy, kêu gọi người dân tránh xa những tòa nhà này. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới các đống đổ nát để tìm người mắc kẹt. Tỉnh trưởng tỉnh Karamanmaras, Faruk Koskun cho biết, hiện còn quá sớm để ước tính về số người thiệt mạng vì có quá nhiều tòa nhà bị đổ sập. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển khu vực gần tỉnh Gaziantep. Xảy ra vào khoảng 4 giờ 17 phút giờ địa phương, tức 8 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam, với tâm chấn ở độ sâu 17,9 km. Ngoài ra, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết ít nhất 18 dư chấn với cường độ trên 4 độ Richter đã được ghi nhận sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm ngày 6 tháng 2.